Để thành công, bạn phải có một cái mentor. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Nếu mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải lựa chọn một cái mentor được gọi là một người thầy. Thứ nhất là chúng ta phải chọn đúng thầy. Khi các bạn lựa chọn đúng thầy rồi thì việc mà chúng ta đi nhanh hơn từ những người khác. Lựa chọn một người thầy đấy phải đi sát bên mình, phải theo sát bên mình, và người thầy ấy phải theo dõi được anh chị như thế nào và đang phát triển như thế nào, và người thầy đấy phải đủ cái yếu tố cốt lõi là phải đủ thời gian để theo sát anh chị, và cái người đấy phải đủ cái tấm gương để noi theo cho các anh chị, và người thầy đấy phải đủ tấm gương để các anh chị noi theo, và người thầy đấy thì họ có giá trị gì để các anh chị muốn có. Và họ không phải là ban cố vấn, mà họ là người mentor đích thực. Họ phải có một cái tính cá nhân, chứ không phải là một cái đội nhóm nào đó. Chính họ sẽ theo sát anh chị từ đầu đến cuối trong quá trình các anh chị thực hiện một cái điều gì đó. Nếu các anh chị thấy video này ý nghĩa thì hãy nhớ đăng ký kênh và hãy nhớ nhấn hình quả chuông để khi mà Toàn ra video các anh chị là người đầu tiên nhìn thấy. Cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo.